tiếp nối thành công của các hoạt động hợp tác giữa Bayer, Hội phụ sản Việt Nam và bệnh viện phụ sản Trung ương vào dịp tháng 3, tháng hành động vì bệnh nhân lạc nội mạc tử cung toàn cầu. Vừa qua chương trình giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa cộng đồng bệnh nhân lạc nội mạc tử cung và bác sĩ đã diễn ra thành công. Đây là chia sẻ giữa cộng đồng bệnh nhân và bác sĩ điều trị, cũng là chiếc cầu nối giúp giải đáp những thắc mắc của rất nhiều bệnh nhân lạc nội mạc tử cung. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bệnh nhân lạc nội mạc tử cung với tổng cộng hơn 200 câu hỏi được gửi về cho chương trình. Theo chia sẻ của các bệnh nhân lạc nội mạc tử cung, người phụ nữ mắc bệnh này phải chịu nhiều nỗi đau thầm lặng từ những cơn đau bụng kinh đau vùng chậu hàng tháng tới những nỗi đau về tinh thần khi căn bệnh tái phát nhiều lần và điều trị nhiều liệu pháp không có hiệu quả. Người bệnh có thể phải đi khám rất nhiều lần, bác sĩ mới phát hiện ra bệnh. Chính vì vậy, các cộng đồng bệnh nhân lạc nội mạc tử cung trên Facebook đã được thành lập, và là nơi các chị em phụ nữ chia sẻ với nhau những khó khăn và những kinh nghiệm điều trị. Theo các chuyên gia y tế, lạc nội mạc tử cung thường gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản, nhiều nhất trong độ tuổi từ 30 đến 40. Với những phụ nữ đa mãn kinh thì ít khi gặp bệnh này. Ước tính trên thế giới có khoảng 6 đến 10% phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung trên thực tế con số này có thể nhiều hơn do có một số lượng lớn phụ nữ mắc bệnh nhưng không có triệu chứng